triệu chứng của bé là sốt và nhức đầu, hai nhức đầu, có ói nữa. Với bệnh viện đa khoa thì chỉ là chẩn đoán là cháu nó bị viêm tai giữa và nói với gia đình là chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, sau là lên chuyển lên bệnh viện Đồng Nai rồi bắt đầu là chụp vô chụp CT là bác sĩ chẩn đoán là cháu đã bị viêm màng não và có dịch trong màng não, viêm tai giữa. Mặc dù đã tiêm đầy đủ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhưng bệnh nhi 12 tuổi này được chuyển từ tuyến dưới lên bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê sâu, viêm màng não, tụ dịch trong não, mất tri giác. Đây là một cái trường hợp viêm màng não nặng. Nó phải sử dụng kháng sinh để phối hợp để mà điều trị. Vấn đề của bé này thì nó có một cái đặc điểm mà mình thấy có khả năng đó là cái đường lây của viêm màng não do vi khuẩn. Đó là bé nó có cái triệu chứng là chảy mũ tai, chảy dịch nè, nó là những trường hợp mà viêm tai giữa. Thì ở cái đường mình từ cái khu vực viêm tai giữa này thì nó có thể có đường nó đi vào trong não bộ của mình dẫn đến là viêm màng não do vi khuẩn. Theo thống kê, trong vòng 2 tháng cuối năm 2023, Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận từ 30 đến 40 ca viêm não, viêm màng não. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, điều trị kháng sinh và phẫu thuật lấy mũ tụ dưới màng cứng của não. Thì thông thường thứ nhất là nó sẽ liên quan đến cái chuyện thời tiết. Mình sẽ thấy cái giai đoạn này là cái thời tiết bắt đầu nó có xu hướng nó cũng hơi trở lạnh nè, nó chuyển mùa nè. Cơ thể của đứa nhỏ cái sức đề kháng nó cũng sẽ yếu hơn so với những cái dịp khác ở trong năm. Không chỉ viêm não hiện nay cũng phổ biến và số ca cũng có dấu hiệu gia tăng. Để nhận biết viêm não hay viêm màng não, phụ huynh cần quan sát trẻ có bị rối loạn tri giác hay không. Điều này giúp các bác sĩ sớm lên phác đồ điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm. Khi mà phụ huynh mà phát hiện ra là con mình nó có sốt, đặc biệt là sốt cao liên tục từ 2 cho đến 3 ngày, kèm theo có cái triệu chứng của rối loạn tri giác, đứa nhỏ có thể là kích thích, vật vã, lừ đừ, thậm chí là những đứa trẻ sau cái cơn co giật nó lơ mơ, thì cẩn thận những cái trường hợp đó có nguy cơ có thể là viêm màng não đó, có thể là viêm não. Viêm màng não ở trẻ em do vi khuẩn thường xảy ra khi trẻ đang mắc một số bệnh lý nhiễm trùng khác như nhiễm trùng tai, xoang, gặp các chấn thương gây vỡ xương sọ hay xuất hiện biến chứng sau khi thực hiện các phẫu thuật liên quan đến não bộ. Bên cạnh đó, ký sinh trùng cũng có thể là tác nhân gây ra bệnh viêm màng não ở trẻ, hay do các phản ứng hóa học, dị ứng thuốc và các bệnh lý khác như u hạt, ung thư. Để có thể phòng ngừa được bệnh, phụ huynh nên sử dụng các loại dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng để vệ sinh, rửa tay, đồ chơi, đồ dùng cho trẻ. Luôn sử dụng màng khi trẻ ngủ và tiêm vaccine là yêu cầu bắt buộc trong phòng bệnh. Phụ huynh có thể lựa chọn các loại như 5-1, 6-1 hoặc vaccine phòng chống tác nhân gây bệnh riêng lẻ.